Mời các bạn cùng đến với quê hương của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ở giáo xứ Cồn Phước thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tham dự lễ giỗ lần thứ 78 của cha. Hàng năm cứ vào ngày 12 tháng 3 dương lịch thì hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây để dự lễ giỗ của cha, đứng chật kín sân nhà thờ. Khi đến với giáo xứ Cồn Phước, ngoài việc tham dự lễ giỗ thì mọi người có thể viếng ngôi nhà cha Francisco Trương Bửu Diệp chào đời cách nhà thờ giáo xứ Cồn Phước không xa. Ngoài ra có thể viếng mộ cha mẹ của cha Diệp ở đất thánh bên hông nhà thờ. Cũng giống như nhiều sự kiện lễ hội tôn giáo khác trong tỉnh An Giang, thì khách thập phương đến đây sẽ được bà con giáo dân mời ăn uống hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn có khám bệnh và phát thuốc miễn phí nữa. Bây giờ mời các bạn cùng mình hòa vào dòng người hành hương về quê hương của gia Diệp để tham dự lễ giỗ lần thứ 78 của cha. Chín giờ mới diễn ra lễ giỗ, lúc này là khoảng hơn 8 giờ sáng, nhưng bãi xe đã chật cứng rồi. Ở đây thì gửi xe hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Gửi xe xong thì mọi người đi bộ một đoạn sẽ tới ngã tư này. Bên trái là nhà thờ giáo xứ Cồn Phước. Giờ bây giờ còn sớm, 9 giờ mới cử hành đến lễ, nên mình quẹo phải, đi khoảng 200m là tới ngôi nhà cha Francisco Trương Bửu Diệp chào đời. Đây là ngôi nhà lợp ngói đỏ này. Ngôi nhà này hiện tại do cháu của cha trông coi, mở cửa suốt ngày nên mọi người có thể viếng bất cứ lúc nào. Rất nhiều đoàn khách khắp nơi liên tục ghé để viếng ngôi nhà của cha. Con đường vào nhà thờ giáo xứ Cồn Phước tuy không lớn, nhưng xe 16 chỗ đưa xuống chạy được và có nhiều chỗ để các bạn đậu xe. Bây giờ thì mình quay lại nhà thờ giáo xứ Cồn Phước để chuẩn bị tham dự thánh lễ giỗ. Lúc này là khoảng 8 giờ rưỡi sáng, dòng người đổ về càng lúc càng đông. Còn đây là khu vực bà con giáo dân phục vụ đồ ăn, thức uống hoàn toàn miễn phí cho khách thập phương. Giáo xứ Cồn
Còn bây giờ mình hướng dẫn các bạn đường ra mộ của cha mẹ cha Diệp ở bên hông nhà thờ. Các bạn đi ra đất thánh ở bên trái nhà thờ, bước vào thì mình nhìn qua tay trái. Đây bà con giáo dân có trang trí hoa đây. Mộ phần của ông Michael Trư Văn Đặng và bà Lucia Nguyễn Thị Thanh. Vấn đề phức tạp như nạn trộm cướp móc túi, rất mong mọi người cẩn thận trong việc bảo vệ tài sản cá nhân và tư can của mình. Chúng con xin được nhắc lại, rất mong mọi người cẩn thận trong việc bảo vệ tài sản cá nhân và tư can của mình. Cha là hiện thân của Đức Kitô, vì một tự tối cao đã tự nguyện hiến dân mạng sống để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay chúng ta tụ họp nhau đây rất đông đảo để kính viếng Cha Francisco Trưng Bửu Diệp, đúng để kính nhớ ngày mà Chúa đang gọi ngài về với Chúa. Chắc chắn mỗi người chúng ta đến đây với một cái ý nguyện nào đó, có thể đó là một ý nguyện xin ơn, có thể đó là một ý nguyện tạ ơn. Chúng ta hiệp với Cha Francisco trong thánh lễ này, dâng những ý nguyện riêng tư của chúng ta lên cho Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Cha, xin Chúa đón nhận những ý nguyện của chúng ta. Cách đặc biệt hơn là xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta luôn ý thức ơn gọi Kitô hữu của mình, để noi gương Cha Francisco, chúng ta luôn trung tín trong niềm tin của mình đến giây phút cuối cùng. Giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng trên thánh lễ lên Chúa. Con là tất cả của Chúa.
cùng anh chị em. Lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebri gọi là Bethsaida. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bắt tội nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chổng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chổng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này anh, đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể anh chị em Công giáo cũng như ngoài Công giáo, tôi xin chia sẻ một vài ý tưởng mà tối hôm qua tôi cũng đã chia sẻ với một số anh chị em ở dưới trung tâm hành hương Tắc Sậy nhân dịp lễ dỗ của cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp. Kính thưa cộng đoàn, những lời chia sẻ của tôi không hướng về lễ dỗ mà hướng về cái tư cách đứng kính viếng hành hương của mỗi người chúng ta khi đến với cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp. Hầu hết chúng ta đến trung tâm hành hương, đặc biệt là với cha Diệp, thì đều đến với một trong hai tâm tình sau đây, hoặc là cả hai tâm tình, đó là xin ơn và tạ ơn. Chắc có lẽ xin ơn là nhiều hơn. Có những người xin ơn chữa lành, có những người xin cho công việc làm ăn được thuận lợi, có những người xin cho con cái được ngoan ngoãn, gia đình được bình an, xin cho tai qua nạn khỏi, vân vân. Cũng có những người đến để tạ ơn cha Francisco vì đã lãnh nhận được một ân lành nào đó qua lời cầu bầu của ngài. Nhưng hôm nay tôi xin mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là với anh chị em tín hữu Công giáo, chúng ta hãy nhìn lại tâm tình xin ơn của chúng ta. Xin ơn thôi. Chúng ta xin ơn như thế nào để gọi là được đẹp lòng Thiên Chúa? Xin gợi lên 3 điểm sau đây. Trước hết là xin ơn thì chúng ta xin với ai? Thứ hai, chúng ta xin điều gì? Thứ ba, chúng ta xin và xin cách nào? 3 điều đó. Trước hết là chúng ta xin với ai? Câu trả lời trước hết nhiều người nói rằng
Chúng con đến đây với cha Francisco Xavier Chương Bủ Diệp đương nhiên là chúng con xin với cha rồi. Điều đó không sai, nhưng mà chưa có đủ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chính Chúa mới là người ban ơn cho chúng ta. Cha Francisco thường người ta xin, cha Francisco thường được nhiều ơn bởi vì cha là người đẹp lòng Chúa, cho nên lời cầu bầu của ngài rất dễ được Chúa nhậm lời. Vì thế mà điều đầu tiên chúng ta cần ý thức là nên nhớ là đi chạy đến cha Francisco để cầu xin, cầu bầu cùng, xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, mà phải qua ngài chúng ta đến với Chúa. Chúng ta cũng về thái độ này chúng ta khi phải cần có khi chúng ta đến với Đức Mẹ chẳng hạn. Thông thường chúng ta thường thấy để câu qua Mẹ đến với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta chỉ dừng nơi Đức Mẹ hay nơi vị thánh nào mà không đến với Chúa thì tâm tình của chúng ta chưa đúng. Vì vậy điều đầu tiên chúng ta nên nhớ, đương nhiên chúng ta xin cha Francisco, nhưng mà xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Đặc biệt là nên nhớ rằng chính Chúa mới là người ban ơn cho chúng ta. Nhưng mà sở dĩ Chúa ban ơn cho chúng ta rất dễ dàng qua cha Francisco là bởi vì ngài rất đẹp lòng Chúa, ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Điều thứ hai chúng ta xin gì? Nhất là chúng ta xin ơn gì cho đẹp lòng Thiên Chúa? Trong tin mừng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Ngài khuyến khích chúng ta là mạnh dạn cầu xin với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Nhưng chúng ta thử đặt câu hỏi, có phải xin bất cứ điều gì chúng ta muốn hay không? Có phải đến với Chúa bất cứ gì ta muốn, ta xin là Chúa cho chúng ta không? Chắc chắn không phải như vậy rồi. Thí dụ, chúng ta xin cho trúng số, chắc chắn có rất nhiều người xin như vậy, mà có mấy người được trúng số? Rồi có khi chúng ta xin cho hết bệnh, chắc chắn cũng không phải ai xin được chữa lành cũng được ơn. Chúng ta nhớ trong tin mừng thuật lại Chúa Giêsu chữa rất nhiều bệnh tật và cứu sống nhiều người nữa, nhưng mà nhớ là không phải Chúa Giêsu chữa hết mọi người bệnh tật thời đó, không phải Chúa cứu chữa hết mọi người chết thời đó cho họ sống lại đâu, chỉ một số người nào đó thôi. Bởi vì cái sứ vụ của Chúa Giêsu, cái sứ vụ chính yếu của ngài không đến để chữa bệnh, để cứu sống phần xác của con người, mà là những cái dấu lạ ngài làm, những phép lạ ngài làm là những cái dấu chỉ để mời gọi, để hướng người ta đến một cái thực tại cao hơn, hướng người ta đến cái đời sống thiêng liêng. Đó là mới là điều mà ngài muốn người ta hướng đến. Do đó mà chúng ta cũng để ý xin gì cho đẹp lòng Thiên Chúa. Bây giờ Chúa Giêsu cũng nói tiếp với chúng ta: cha anh em trên trời sẵn sàng ban thánh thần cho những ai cứu xin người. Đây có lẽ là ơn xin mà Thiên Chúa cảm thấy vui sướng nhất khi chúng ta cầu xin với ngài. Cầu xin người ban cho chúng ta thánh thần, bởi vì chính Chúa Thánh Thần sẽ là người hướng dẫn chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa, hướng dẫn chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa hơn. Nghiêng về cha Francisco Diệp cũng vậy. Cha Francisco Diệp được gọi là tôi tới Chúa. Ngài không chỉ là người cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta được nhiều ân lành, nhưng mà ngài còn là mẫu gương cho chúng ta noi theo ngài trong cái thiên, trong cách ngài sống niềm tin của mình. Ngài chú toàn sứ vụ mà Chúa trao phó cho ngài trong thiên chức linh mục một cách trọn hảo. Ngài trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Rồi ngài chấp nhận mọi nguy hiểm để sống với đoàn chiên, và ngài cũng sẵn sàng dùng chính mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên của mình. Qua cha Diệp, rất nhiều người được ân lành. Nhưng tôi nghĩ lời cầu xin sẽ làm cho cha Diệp vui, đó là chúng ta đến với ngài, cầu xin với ngài trợ giúp chúng ta, để chúng ta cũng có thể sống trung thành với niềm tin của mình giống như ngài. Và đây cũng chắc chắn là lời cầu xin Chúa rất vui lòng và sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Điều cuối cùng, chúng ta cầu xin với Chúa mà chúng ta cầu xin bằng cách nào? Thưa, chúng ta hãy đến cầu xin với Chúa qua cha Diệp bằng lòng tin của chúng ta. Hầu hết các phép lạ Chúa Giêsu làm đương nhiên là xuất phát từ quyền năng của Chúa. Nhưng mà nhất là phép lạ chữa lành, Chúa luôn mời gọi người ta đáp lại
với lòng tin của mình. Có khi đó là lòng tin của đương sự, có khi đó là lòng tin của những người thân của bệnh nhân đó. Chúa Giêsu cần sự đáp trả bằng lòng tin của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta hãy đến với Chúa, cầu xin với Chúa bằng lòng tin của chúng ta. Vậy hãy để ý một vài điều sau đây. Trước hết là với lòng tin thì đừng bao giờ cầu xin với Chúa mà ra điều kiện với Chúa. Đó là những lời cầu xin mà chúng ta đặt điều kiện với Chúa bằng chữ nếu. Chẳng hạn như, nếu Chúa cho con được điều này, con sẽ tin Chúa. Nếu Chúa cho con được khỏi bệnh, con sẽ quay trở lại đi xin tội rước lễ, dâng cho Chúa cái này cái kia. Một lời cầu xin bắt đầu từ chữ nếu thì xem ra không ổn rồi, thưa quý bà và anh chị em. Bởi vì thật sự điều mà chúng ta xin đó, đặt nếu như vậy mà không xảy ra thì sao? Có thể gây đến một cái nguy cơ là chúng ta sẽ oán trách Chúa, thậm chí là chúng ta bỏ Chúa nữa. Chúa không đáp ứng cho chúng ta, chúng ta trách Chúa là không quan tâm đến chúng ta, Chúa không thương yêu chúng ta bỏ Chúa đi. Đó là nguy hiểm của một lời cầu xin và đặt điều kiện với Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa sẵn sàng ban ơn cho chúng ta, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta điều chúng ta cần, chứ không phải là điều chúng ta muốn. Bởi vì đôi khi những điều chúng ta muốn thì Chúa thấy không có cần thiết cho chúng ta. Và thậm chí có khi điều chúng ta muốn lại là một điều nguy hiểm cho chúng ta, nhất là cho đời sống đức tin của chúng ta. Do đó mà chúng ta luôn tin vào Chúa, biết chúng ta cần gì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng tập sống nhìn mọi sự trong đức tin của chúng ta. Có nghĩa là thay vì chúng ta đặt cái dấu lạ trước, đòi hỏi Chúa ban cho chúng ta điều này điều kia trước rồi chúng ta mới tin, thì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm một cách ngược lại, là chúng ta hãy có niềm tin trước. Như Chúa đã nói với Mát-ta rằng, nếu con tin con sẽ thấy được vinh quang Thiên Chúa. Thưa quý bà chị em, chúng ta thường làm ngược lại. Như đã nói, chúng ta thường ra điều kiện với Chúa, chúng ta đòi dấu lạ rồi chúng ta mới tin. Nhưng Chúa muốn chúng ta hãy có đức tin trước đi. Nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ nhìn rất nhiều dấu lạ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Do đó mà chúng ta hãy ý thức cầu nguyện với Chúa bằng lòng tin. Hãy cầu xin với Chúa bằng lòng tin, không phải là tin rằng Chúa đáp ứng mọi lời cầu xin của chúng ta đâu, nhưng mà tin rằng Chúa biết đâu là điều chúng ta cần, đâu là điều tốt đẹp cho chúng ta, và đâu là điều mang ơn ích cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, và tin Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều đó. Cầu nguyện với lòng tin còn phải là cầu nguyện tin ngay trong cái nghịch cảnh của cuộc đời của chúng ta nữa. Đây là một điều không dễ làm đâu, khuyên bà và anh chị em. Trong tin mừng giới thiệu chúng ta một mẫu gương về cái lòng tin này, đó là anh trọng lành. Anh trọng lành tin vào Chúa, anh nói với Chúa như thế này: khi nào Ngài vào nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúng ta để ý coi, anh trọng lành anh cầu xin Chúa trong lúc mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu bị người ta sỉ nhục, Chúa Giêsu sắp chết rồi. Có thể nói Chúa Giêsu trong đang hoàn cảnh gọi là thất bại của cuộc đời mình. Thế mà anh này vẫn tin vào Chúa. Giả sử như tin vào Chúa lúc Chúa làm phép lạ quá bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, tin vào Chúa khi Chúa cho kẻ chết sống lại, tin vào Chúa khi Chúa chữa lành người này người kia vân vân. Khi thấy phép lạ Chúa làm, tin vào Chúa dễ lắm quý bạn chị em. Còn tin vào Chúa những cái lúc mà đen tối, những lúc cảm giác như Chúa thất bại, những lúc Chúa không hiện diện nữa, không phải dễ dàng đâu. Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng vậy. Chúng ta rơi vào hoàn cảnh đen tối, có thể là bi đát trong cuộc đời của chúng ta. Những lúc đó chúng ta tin rằng Chúa luôn hiện diện, và chúng ta hãy tin ngay trong những lúc đó. Đó là niềm tin đáng quý, và chúng ta tin rằng Chúa sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Như Thánh Phaolô đã từng nói rằng là Chúa có thể làm mọi sự trở nên tốt đẹp cho những ai yêu mến Ngài. Chúng ta tin vào Ngài, chúng ta tin vào Chúa, yêu mến Chúa. Dù hoàn cảnh khó khăn, dù những nghịch cảnh, Chúa cũng có thể biến những nghịch cảnh đau thương đó mang ơn ích
cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Kính thưa quý bạn, chị em, chúng ta đến với chay diệp cầu xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta được bình an, cho chúng ta được những ân lành cần thiết, và nhất là những ân lành mang đến ích lợi cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta cũng nên xin Ngài cách đặc biệt hơn là xin Ngài giúp chúng ta ý thức noi gương Ngài, sống trung tín với niềm tin của mình. Và chúng ta cũng hãy cầu xin với Chúa qua chay diệp, cầu xin bằng lòng tin của chúng ta, tin rằng Chúa biết mọi sự, tin rằng Chúa biết chúng ta cần gì, tin rằng Chúa biết đâu là điều tốt nhất cho chúng ta, và nhất là tin rằng Chúa sẵn sàng ban ơn Thánh Thần của Ngài cho chúng ta để giúp chúng ta sống tốt với ơn gọi làm con cải của Thiên Chúa. Xin cho mỗi lần chúng ta đến kính viếng tôi tới Chúa, Cha Phanxicô chuyên buổi dịp, thì đời sống đức tin của chúng ta được củng cố và tăng trưởng hơn. Và xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Amen.